không mang đến ngôi vị hoàng hậu dám đòi phí ly hôn với thái tử Charles, Camilla là loại phụ nữ gì? Trong số hơn 20 quốc gia quần chủ lập hiến trên thế giới, Vương quốc Anh là một trong những đại diện lâu đời nhất, đặc biệt là Hoàng gia Anh, từ nữ hoàng Elizabeth đến công nương Diana đã đưa Hoàng gia Anh trở thành biểu tượng của nước Anh. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã 95 tuổi và hiện tại người đủ điều kiện để thừa kế ngai vàng nhất là thái tử Charles, thế nhưng bạn đã biết được bao nhiêu về vị thái tử lâu nhất trong lịch sử nước Anh này ngoại trừ công nương Diana. Một cuộc hôn nhân giật gân Thái tử Charles là thái tử hiện tại của Vương quốc Anh và là người đứng đầu khối thịnh vượng chung tiếp theo. Ông cũng là con trai cả của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và Hoàng thần Philip và là hoàng tử lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Nhưng điều khiến thái tử Charles nổi tiếng nhất chính là cuộc hôn nhân của ông. Cả hai cuộc hôn nhân của ông đều đã trực tiếp gây chấn động thế giới cuộc hôn nhân đầu tiên gây chấn động thế giới là cuộc hôn nhân với công nương Diana. Ngày 29 tháng 7, 1981, Jack Lơ và Diana tổ chức hôn lễ tại nhà thờ Paul ở London dưới sự chứng kiến của 3.500 khách mời từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả người vợ thứ hai bây giờ là Camilla. Kể từ đó, công nương Diana đã trở thành một ngôi sao của Hoàng gia Anh. Bà luôn bị các phóng viên theo sát và gây chú ý từ cách ăn mặc, thậm chí cả cách cư xử của bà cũng trở thành đối tượng để phụ nữ Anh bắt chước. Tuy nhiên, Thái tử Charles lại không yêu công nương Diana nhiều, ông yêu Camilla, người hơn mình 2 tuổi, chọn ly hôn với công nương Diana. Sau khi công nương Diana qua đời, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng thái tử Charles và Camilla là thủ phạm dẫn đến cái chết của Diana. Cuộc hôn nhân thứ hai gây chấn động thế giới là cuộc hôn nhân với Camilla. Camilla hơn Diana 14 tuổi và hơn Charles 2 tuổi. Bà không xinh đẹp bằng Diana nhưng rất mạnh mẽ. Bà cũng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với thái tử Charles. Dù nhìn thế nào thì bà ấy cũng không phải là một người hoàn hảo hay ứng cử viên phù hợp cho vị trí công nương chúng ta phải biết rằng chắc l thành công với tư cách là chủ tịch tối cao của giáo hội anh giáo vì vậy nữ hoàng của anh ta không được là người công giáo và nữ hoàng của anh ta phải còn trinh trước khi kết hôn với anh ta nhưng thật tiếc là camilla không phù hợp mọi thứ không những là người công giáo mà bà ấy còn từng ly hôn nên đã gây chấn động thế giới Tuy nhiên, vào năm 2014, trong cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm với thái tử Chắc Lơ đã gặp trục trặc. Bà Camilla đã dùng thủ tục kiện tụng để yêu cầu ly hôn với thái tử Chắc và đòi chia tài sản 200 triệu bảng Anh. Sự việc khiến nữ hoàng ảnh rất tức giận. Tất nhiên sau sự việc này, mọi người càng tò mò hơn về Camilla. Đây là loại phụ nữ gì? Không quan tâm đến ngôi vị nữ hoàng Camilla không phù hợp với tôn giáo và truyền thống hoàng gia của anh. Vì vậy, ngay cả sau khi kết hôn với Charles, thậm chí cả sau khi Charles kế vị ngày vàng. Camilla cũng không thể trở thành hoàng hậu, bà chỉ có thể trở thành thế thiếp bình thường. Điều này khiến các thành viên hoàng gia trẻ tuổi họ rất kiêng kỵ và không hề kiêng nề. thế nhưng Camilla không quan tâm. Sau 9 năm sống cùng, vẫn chọn ly hôn với thái tử Charles, có thể thấy rằng bà là một người phụ nữ rất độc lập. Đòi 200 triệu bảng Anh phí chia tay. Dù Camilla không xinh đẹp bằng công nương Diana và vẫn lớn tuổi hơn thái tử Charles, nhưng thái tử Charles tha ly hôn Diana trẻ đẹp để đến với Camilla, điều đó cho thấy sức hút của bà. Theo thái tử Charles, Camilla là một người rất hài hước, thông minh và quyết đoán và đây chính là điều đã thu hút ông. Tuy nhiên, một người phụ nữ như vậy không được mệnh danh là một mẫu hình tốt, đặc biệt khi Camilla rất thích uống rượu trong khi thái tử charles là một hoàng tử đã hình thành thói quen cao quý từ khi còn nhỏ ông rất không thích cách mà camilla thể hiện dần dần giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn cuối cùng camilla chọn ly hôn còn charles thì chọn ly hôn kiện tụng tất nhiên phí chia tay sẽ tương đối cao là hai trăm triệu bảng chi phí chia tay tương đương ba trăm năm mươi triệu usd là thái tử của vương quốc Anh, tình hình tài chính của Charles cũng rất giàu có. Theo báo cáo tài chính Charles do hoàng gia Anh công bố năm 2003, thu nhập trước thuế của ông lên tới 11,9 triệu bảng Anh, tăng 2 triệu bảng so với năm ngoái. Lúc đó, thu nhập đã tăng gấp đôi, có nơi thu nhập gần 500 triệu bảng. Camilla đã yêu cầu 200 triệu bảng tiền bồi thường cho phí ly hôn và chia tay, thậm chí còn đe dọa nếu không nhận được tiền bồi thường, bà sẽ tiết lộ bí mật hoàng gia cho cả thế giới. Sau 30 năm quen biết với hoàng tử và 9 năm chung sống, bà đương nhiên biết rất nhiều bí mật của Charles, nhưng sự thật việc này có xảy ra hay không thì chưa biết, bởi đây vẫn là bí mật được giấu kín của hoàng gia. Vì vậy, nhiều người đã không ngờ rằng Thái tử Chắc Lơ lại rơi vào tay Camilla lần thứ hai. Lần đầu tiên là vào thế kỷ trước, khi biết chuyện giữa Thái tử Chắc Lơ và Camilla hẹn hò, họ đã bị hàng triệu người Anh chỉ trích. Tại cung điện Bắc Kinh Ham, vụ bề bối làm lung lay nền tảng của chế độ quân chủ này đã khiến dư luận phẫn nộ. Lần thứ hai là vụ kiện ly hôn năm 2014. Vậy bạn có biết Camilla là người phụ nữ như thế nào rồi chứ? Trong thực tế, thái tử xứ Wales well Charles là người thừa kế chờ tới lượt lên ngôi lâu nhất trong nền quân chủ châu Âu thời hiện đại, tính ra đã hơn 60 năm kể từ thời điểm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đăng quang vào tháng 6 năm 1953, sau khi chia tay người vợ đầu là công nương Diana 1961-1997 năm 1996 đến năm 2005, thái tử chất lợ tái hồn cùng bà Camilla lớn hơn mình 2 tuổi, cũng là người tình lâu năm, cho dù cả hai đều đã có gia đình riêng khiến báo giới anh khi ấy tốn không ít giấy mực. Anh dùng tiền có hình vua Charles Đệ Tam từ năm 2024 Ngân hàng Trung ương Anh thông báo, tiền polymer mới in hình chân dung vua Charles Đệ Tam sẽ được công bố cuối năm nay và lưu hành từ năm 2024. Chân dung bệ hạ sẽ xuất hiện trên cả 4 mẫu tiền polymer. Đây là mẫu tiền polymer tiếp nối mẫu hiện đại, không có thay đổi nào khác trong thiết kế ngoài thay ảnh chân dung. Ngân hàng Trung ương Anh ra thông báo hôm 27 tháng 9 theo khuyến nghị từ hoàng gia Anh để giảm thiểu tác động tới môi trường và ngân sách, đồng tiền in hình Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ tiếp tục được lưu hành song song. Ngân hàng cho biết, những tờ tiền có hình Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ bị loại bỏ nếu chúng bị hư hỏng, những tờ tiền mới có hình ảnh Vua Charles đệ tam sẽ được đưa vào để thay thế hoặc để đáp ứng nhu cầu tổng thể về tiền giấy. Anh hiện lưu hành 4 mẫu tiền poniem mệnh giá 5, 10, 20 và 50 bảng. Kể từ năm 1960, nước này đã sử dụng những đồng tiền có in chân dung nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người lên ngôi năm 1952. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh cũng cho biết tiền xu in chân dung vua Charles đệ tam sẽ được lưu hành song song với những đồng xu in hình nữ hoàng quá cố. Việc sản xuất và lưu hành tiền xu mới có thể mất vài tháng. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8 tháng 9 ở tuổi 96 và được an táng trong nhà nguyện tại Lâu đài Windsor hôm 19 tháng 9. Bà đã trị vì trong 70 năm là vị quân vương cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Anh. Vua Charles đệ tam 73 tuổi, con trai nữ hoàng, kế nhiệm mẹ giữ vai trò quốc vương.